Chào các bạn. Hôm nay Trang sẽ gửi tới các bạn video về cách trị mụn ẩn dưới da. Đúng hơn là giảm mụn ở dưới da. Thì cái mụn ở dưới da ấy thì thường thường nó là do là cái bụi bẩn nè, rồi là make up, rồi đại loại là những cái gì mà các bạn tiếp xúc lên trên mặt. Và các bạn, ví dụ các bạn rửa không sạch này, rồi các bạn tẩy trang không sạch, rồi các bạn đi ngủ luôn này, rồi là thỉnh thoảng tay gãi, rồi cậy mụn, rồi tất cả những cái vi khuẩn nó vào hoặc là những cái bẩn nó vào thì nó bám, nó thành cái sừng, rồi sau đó nó lại thành cái mụn chìm ở dưới da và những cái đầu trắng hoặc là cứng ở dưới da. Thì những bạn nào mà bị ở hai cái bên má như thế này là rất dễ bị rỗ. Nếu như các bạn hay bóp hay đại loại là làm nào lấy cái mụn nó ra thì các bạn hay bị rỗ hay là bị cái lỗ chân lông to ở hai cái bên này. Thì Trang không có một chút nào ở hai bên này cả. Đó, Trang chỉ có ở quanh mũi này thôi, quanh cái viền mũi này. Đó, và một ít ở mũi này. Thỉnh thoảng thì Trang có một cái ở đây, vài cái ở cái chỗ giữa trán như thế này, hoặc là một cái ở mép như này. Mép là rất đau. Nếu mà bóp không hết, lấy ra không hết thì ngày hôm sau nó sẽ thành một cái mụn trắng. Đó. Và những cái mụn trắng ở quanh mồm là các bạn phải rất cẩn thận. Các bạn phải để cho nó già đi, rồi sau đó các bạn chỉ cần lấy tay cậy nhẹ ra phát, rồi xong các bạn là rửa tay sạch nha, chứ không phải ý Trang đùa vậy thôi. Rửa tay sạch đi rồi các bạn lấy ra cái, rồi sau đó các bạn rửa mặt hoặc lau, hoặc là các bạn cứ để nguyên đó. Rồi các bạn đã, ý Trang nói là ở trong nhà nha, chứ không phải là ấy xong rồi đi ra ngoài các thứ rồi bụi bẩn nó bám lại. Thì buổi tối các bạn làm vậy, các bạn cậy ra rồi sau đó các bạn để vào. Thì nếu bạn nào mà có cái kem bôi mụn hay nữa thì chấm lại. Các bạn chỉ cần chấm một tí, hoặc là kem nghệ bạn chấm một tí rồi sau đó các bạn đi ngủ, sáng hôm sau dậy nó sẽ hết. Đó. Thì cái cách mà Trang làm để giảm cái mụn dưới da là như thế này. Trang tẩy trang rất là kỹ, nhưng mà lại cũng không làm tổn thương da nha. Đó. Và Trang cũng rửa mặt thật sạch. Hôm nào mà không make up, Trang cũng phải rửa mặt qua một lần, rồi sau đó bôi nước hoa hồng. Đó. Rồi sau đó bôi kem nè. Đó. Và cách thứ, hình như thứ tư thì phải, hay thứ ba đó. Các bạn tránh cậy, gãi. Đại loại là ngứa tay thì gãi, rồi cậy, rồi bóp. Trong cái lúc mà tay các bạn không vệ sinh. Đó. Hoặc là trong cái lúc mà kiểm tra bài tập hay là như nào đó, các bạn run hay là các bạn lo thì sao, các bạn ngồi các bạn gãi, cũng Trang có cái tật đó. Đó, thì nó sẽ làm cái mụn ở dưới da nó lại nhiều hơn, và nó lại cứ tiếp tục là nó lại có. Nếu các bạn bóp ra xong nó lại có, cứ bóp ra lại có. Đó. Thì làm như thế nào để giảm? Thì các bạn rửa tay thật sạch nè. Tẩy trang sạch, lau mặt sạch, rửa mặt sạch, cái gì cũng phải sạch. Đó. Và cái mà dụng cụ mà để Trang lấy cái mụn ở dưới da á, đó là cặp kim thôi. Thì ở Việt Nam cũng có cái để bóp mụn, nhưng mà Trang lại không thích cái đó, bởi cái đấy bóp đau lắm, không chịu được. Thì Trang lại thích dùng cái cặp kim. Thì Trang mua một hộp cái cặp kim loại sạch. Trang không biết sao nhưng mà loại Trang mua loại sạch hơn chút. Ở Việt Nam thì bán theo cái vỉ thì hình như là 1-2 ngàn gì đó, hay là 5 ngàn. Thì đây Trang mua một cái hộp, để trong hộp như vậy. Và Trang dùng cái lỗ nhỏ như thế này. Thì theo như Trang được biết ý, thì khi mà các bạn bóp ra thì cái mụn nó sẽ bám vào trong những cái kẽ nhỏ này. Thì mỗi một lần Trang bóp xong, một là Trang vứt, hai là Trang rửa, Trang ngâm nước nóng nè. Rồi sau đó Trang lấy tăm bông, Trang ngoáy vào trong cái lỗ này. Nhưng tăm bông của trẻ con, không phải tăm bông này. Đó, Trang ngoáy vào cái lỗ này, hoặc là Trang để nó bẻ nó to ra tẹo, rồi đó Trang ngoáy này. Rồi sau đó Trang có một cái giấy để sát trùng. Nhưng mà nếu các bạn không có thì các bạn có thể ngâm nước nóng nha, hoặc là ngâm nước muối. Đó, còn không thì nếu mà mua một vỉ sau, cứ mỗi một lần các bạn dùng các bạn vứt đi. Nhưng mà trước khi dùng lên các bạn phải lau rửa ngâm thật sạch, sau đó mới dùng. Chỉ ngâm một phút thôi, hoặc là các bạn ngâm rồi các bạn lau lại một tăm bông là xong. Đó, rửa tay thật sạch nhé. Thì ngày hôm nay thì Trang vừa rồi Trang tìm mãi thì Trang không thấy còn cái nào, nhưng mà còn cái ở mũi này, ở ngay chỗ này. Thì cái mụn này bởi vì hôm đấy Trang bóp nó bị sượt, cho nên là
Nó hôm nay nó sưng lên mà nó chưa lên đầu nên Trang không dám động vào. Thì Trang show các bạn nha. Trang dùng cái này. Đó. Ôi Trang không có nhìn nè. Đây. Trang để muộn này. Đó, Trang ấn nó ra thôi. Các bạn nhìn nó. Đó, rồi. Đó. Chảy cái mắt. Ui. Đây. Và cái mụn nó ra. Cho biết các bạn nhìn thấy không? Nó bám vào trong cái ấy của cái đầu này của cái cặp ghim. Đó. Chảy cái nước mắt. Đó, mà đấy Trọng bóp bằng cái này á, cái phần mũi này nó cũng nhạy cảm nên nó đau. Nếu mà Trọng bóp bằng bằng cái mà để bóp mụn ấy nó mỏng hơn nó còn đau nữa. Thêm cái cặp ghim này hoặc là cái chỗ mũi này này, Trọng thang Trọng để Trọng đi đi một 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 đường ở đây này là nó sẽ ra hết. Nhưng các bạn phải nhớ là các bạn lấy được ra hoặc là các bạn để cái mụn, khi nào các bạn sờ các bạn thấy nó cứng này, các bạn sờ mà thấy nó già mà các bạn bóp mà không bị, nhưng các bạn đừng bóp non. Bóp non là rất dễ bị lại và bóp bóp già là ok nhất. Nhưng mà đừng già quá là cứng quá thì cái lỗ đấy nó lỗ chân lông nó bị to. Đó, vừa phải thôi, khi mà các bạn sờ đấy đầu, các bạn thấy hơi 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 cứng một tẹo, các bạn sờ đấy đầu và là các bạn lấy cặp ghim ấn phát già luôn. Đó. Xong nè. Trang lấy một cái bông rửa mặt. Trang lau lại bằng nước hoa hồng. Đó. Trang lau lại bằng nước hoa hồng. Còn nếu mà mụn nào mà bị chảy máu nào các bạn để nguyên cho Trang. Bao giờ máu nó khô rồi hay là tất những cái nước nó khô rồi, xong rồi các bạn chỉ cần lấy tay bạn gẩy nhẹ ra cái mà không bị đau tí nào. Các bạn phải để khô xong một đêm hoặc là vài tiếng đó. Nếu bạn nào ở nhà rỗi đó, Trang chấm à, Trang lau à. Xong rồi sau đó các bạn có thể rửa mặt, rồi những cái sữa rửa mặt hạt này, rồi bôi kem dưỡng da, rồi bôi thuốc trị mụn hay bôi kem nghệ. Đó, chỉ như vậy thôi là những cái mụn ẩn dưới da các bạn sẽ giảm đi. Còn phần má này nha, Trang không có khuyên các bạn là lên lúc nào cũng dùng những cái này để bóp da nha. Mà Trang khuyên là các bạn để cho nó ấy một, cho nó có cứng một chút, các bạn sờ nè. Đó, các bạn sờ di di này sờ, rồi sau đó các bạn lấy rồi gạt nó ra, rồi sau đó các bạn ấn ấn như này để cho da nó hồi lại, nó không bị cái vết của cái cặp ghim hay là vết của cái mà để bóp mụn á. Đó, như vậy. Rồi sau đó các bạn lau đi, rồi hoặc là các bạn rửa mặt, rồi sau đó các bạn bôi kem nghệ hay bôi thuốc lại hay bôi thuốc vào nha. Ok. Trang hy vọng video này giúp một phần nào đó cho các bạn, và đừng quên ấn like các bạn yêu thích, và đừng quên ủng hộ Trang trên fanpage của Trang La La nha. Ok. Bye.